Hello. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng bơm tăng áp cho máy giặt hoặc là một vòi sen hoặc là một cái máy nước nóng trực tiếp sử dụng điện, máy nước nóng trong nhà ha. Nhưng mà con này không xài được cho nước nóng nha, không xài được cho nước nóng năng lượng mặt trời nha, nha mọi người. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, con này nó xài theo kiểu là cảm biến dòng chạy thế hệ mới nhất hiện nay, tức là nó sẽ xài qua từ cái rơ le trong này này, nó sẽ đóng lên, nước chạy qua nó sẽ đóng lên và nó sẽ làm cho hút và nó điều khiển cái bộ bo qua cái cảm từ ha, đoàn từ nó xích xuống là mình sẽ mở cho mọi người xem vào trong cái máy. Bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái đã. Đầu tiên, cột máy này có hai đường ra. Cái đường ra của bên máy á là đường hiện tại là đường 27, răng 27 hai cái ha. Nhưng khi mọi người mua về lắp đặt á, thì nó sẽ qua một con ốc này, con ốc này sẽ vặn vào đây và cái đường này thành đường 21 thôi. Nó sẽ kèm theo một cái đầu rang như vậy, mọi người bỏ vào đây và gắn vào. Đó, thì như vậy thì nó sẽ ra là đường 21. Ha. Đây, đường như vậy nó sẽ là 21. Thành ra con đường này đường 21, hai bên đều như vậy luôn ha. Và nó có một cái nữa là nước nó sẽ đi theo chiều là dưới lên. Dưới lên thì mọi người biết sao, bây giờ đơn giản thôi. Mình cầm bấm vào, mọi người thấy cái mũi tên nào không? Mũi tên chỉ lên ha, thì nước mà chạy dưới này chạy lên. Ok không? Tại vì chạy nước chạy trên này xuống không được, nó qua một cái băng một chiều rồi. Nó nước nó sẽ qua một cái băng một chiều rồi đúng không? Ok. Và con này nè, nó chạy rất là êm. Ha. Nhớ mình nói nha, mình cầm con máy dừng đứng như vậy này, còn máy đứng như vậy đúng không? Nó tất cả như vậy, đứng là cái hộp này lên trên mà gọi là máy đứng ha. Thì nước sẽ dưới này này đi lên ha, dưới này đi lên nha mọi người, nhớ nha, nước chạy từ vòi dưới này chạy lên. Ở đây nó có cái mũi tên này thì nước sẽ đi theo mũi tên. Ok không? Nếu mọi người có mua về sử dụng thì nhớ những vấn đề lắp đặt như vậy cho mình, đừng cấp lời dưới, đừng ra ở trên. Một xíu nữa nó để máy bơm để sau hướng nào thì mình sẽ nói sau. Rồi ok, đây là đường ra đường vô, đường vô này, đường ra này ha, vô ra. Ok, cái con bơm này nó có ba mục tắc, mục tắc này là nó có ba chế độ ở đây, gạt qua và gạt lại được ha. Công tắc này gạt rồi, công tắc này để làm gì thì nó có rồi, off này, auto này, format này. Và cái này là chế độ là tay tắt chạy tự động và chế độ tay. Thì chế độ tắt tức là khi mọi người gạt cái máy bơm này qua như vậy thì nó sẽ không hoạt động nữa ha, nha, nó sẽ không hoạt động nữa. Và khi mọi người mở qua auto thì nước đi qua nó sẽ chạy máy bơm, cứ nước chạy qua nó sẽ chạy máy bơm. Mà khi mọi người và khi mọi người khóa nước lại thì máy bơm nó sẽ ngắt. À, hiểu không? Cái này cảm biến dùng chạy bằng từ cho nên nó ngắt rất là tốt. Khóa nước lại nó sẽ ngắt. Và mở qua chế độ tay này, cái thứ ba này, này là chế độ tay này là nó sẽ chạy hoài luôn, chừng nào mà mọi người tắt máy thì thôi. Đó, ba công tắc này có ba chế độ như vậy thôi. Thì con này nó có cái công suất của nó là 120W ha, của nó là được 23 lít một phút. Ok không? Đẩy cao được 9m. Đẩy cao được 9m nhưng nó không hút nha. Nó hút rất là yếu, hút khoảng chừng được từ 1m rưỡi tới 2m thôi. Thì hút được, nếu mà khi hút mọi người phải mở qua chế độ là tay nha, chế độ tay tức là máy chạy liên tục thì nó mới đẩy đi được, chứ còn mở chế độ auto nó sẽ không hút được đâu. Tại vì những cái dòng mini như vậy nó phải xài qua cái cảm biến dòng chạy trên này ha, cảm biến dòng chạy trên này. Wow. Thì nó có một cái cảm biến dòng chạy bữa nay nó rất là, khi mà cúp điện thì nước nó vẫn qua bình thường. Rất là nhẹ nhàng. Nước chạy lui nó bị hạn chế. Ha. Ok, thì xài cho máy giặt được thì rất là tuyệt vời. Bây giờ cái này con này sử dụng điện 220V đó mọi người, cắm điện trực tiếp luôn ha. Bây giờ mình sẽ cắm điện cho mọi người xem. Mình sẽ để chế độ off không cho máy chạy. Rồi. Này, mình mở qua chế độ auto nó không chạy đâu, vì không có nước qua nó sẽ không chạy đâu mọi người. Nước phải qua và khiển được cái này. Và mình bỏ ra thôi. Này.
Nó chạy rất là êm, mình cầm mà mình chỉ nghe như kiểu là rung thôi. Đó, rất là rung. Giờ mình có qua auto, mình sẽ thổi. Mình thổi hơi vào đây xem thử nó chạy không. Nó thổi vào nó sẽ chạy này. Ha. Cái đồ hơi mình đi rất là nhà là máy đã chạy rồi. Tại vì bữa nay buổi tối này, bữa nay mình quay bây giờ là 19 giờ 49 phút rồi thôi. Cho nên mình không thể nào mà test nước cho mọi người được. Bữa nào rảnh mình sẽ làm clip test nước. Nhưng mình sẽ thổi, mình sẽ nói cho mọi người xem thôi. Tại vì cái hơi mình thổi vào đây này, đường này đường vào đúng không? Hơi mình thổi rất là nhẹ là cái máy nó chạy rồi. Và mình ngắt hơi đi nó sẽ ngắt lại luôn. Như kiểu nước vậy, nước đi qua nó nhẹ là nó cho máy chạy rồi, hiểu không? Khi mà cho vào máy giặt, xài cho máy giặt là rất ok luôn, chạy êm, không có tiếng ồn nha mọi người. Không có tiếng ồn, đặc biệt là không có tiếng tè tè gì cả. Thì mình sẽ thổi lại này. Đó, nói chung là máy chạy rất là êm. Ha. Khi mua về thì mọi người chỉ cứ để như vậy là lắp đặt thôi, không có điều chỉnh áp gì cả. Con này công suất của nó ra sao thì nó chỉ chạy được cố định như vậy thôi, không có chỉnh áp mình nhẹ nha. Riêng cái con nóc này là mọi người không được mở ra tuyệt đối không nha. Cái này là của nhà sản xuất đưa ra và dành được. Cái này là để tra dầu dầu vô trong cái chỗ bật đàn ở trong đó mọi người nha. Không có vấn đề gì cả. Chạy cực êm luôn. Đây, hiện tại là mình đang mở máy chạy này. Và cái tiếng mà đang là ngoài trời đang mưa nha. Ở ngoài trời đang mưa cho nên có cái máy thì mình cầm lên mình để nó chạy này. Không nghe, chỉ là rung thôi, chỉ rung lại thôi. Rồi, mình sẽ bắt đầu rút điện ra. Thì bây giờ mình sẽ mở trong nó xem để nó có những cái gì và cho mọi người xem ha. Nhưng mình chỉ mở để mình giới thiệu thôi nha. Chứ mọi người về, mọi người đừng có mở ra nó hơi trục trặc gì là mình bên mình là khó bảo hành. Máy này bên mình bảo hành 1 năm. Dòng này là dòng mới nhất cho mọi người. Xài nó tốt hơn và ổn định hơn cái dòng mà bơm tăng áp mini chuyên cho máy giặt kia. Những cái dòng kia thì cái bộ rơ la cảm biến dòng chạy của nó rất dễ bị lỗi. Ha, dòng này là không. Giờ mình sẽ mở. Thì đầu tiên đây thì đây là cái nắp thôi ha, công tắc nó chỉ gạt qua gạt lại như vậy thôi. Nó gạt ở trong này. Gạt ở đây thì cái này nó sẽ gạt cái công tắc này đi này. Ha. Thì cái công tắc này gạt qua gạt về 3 chế độ thôi ha. Thì đây là đường cấp vào thì mình không nói rồi nha. Mình sẽ lấy cái nguồn này ra. Ở đây lấy cái nguồn ra cũng rất là dễ. Ấn nó vào này ha. Ấn nó vào xách nó ra này. Nói chung là rất là tiện lợi cho mọi người nó. Thấy không? Cái sợi dây này là sợi dây te. Bấm cho mọi người, dây này dây te này. Thông thường thì chắc nếu mọi người có te thì xài vào con này. Mà không thì thôi ha. Đây, sợi màu xanh và sợi màu đỏ. Mà một sợi lửa thăng tại vì một sợi lửa một sợi ngồi thì bên nào cũng được hết á. Tại vì thông thường mọi người điền nhà mình điền cho chiều mọi người sẽ khó phân biệt cái chỗ đó, nên không quan trọng. Nếu mọi người mà biết ok biết lửa và bên lửa và ngồi như thế nào nữa thì rất là tốt, mọi người hiểu không? Như vậy thì nó rất là ok. Bây giờ mình sẽ thử mọi người kiểm tra điền cho mọi người cùng xem nhé. Đây mình sẽ đừng má mình sẽ kiểm tra bằng cái bút thời điện này, nó sẽ bên nào nó lửa bên nào sẽ nguội ha. Thì khi cái này á thì mọi người á tốt như là không nên làm theo mình ha, mình kiểm tra bằng cái cách này. Cái này đây, sợi màu nâu là sợi nguội này, sợi màu xanh này nó sẽ nháy là điện ha. Đó, đây là điện ha. Chỉ cần bỏ vào sợi lửa là cái bút là sẽ nháy. Đó là nắng nguội ha. Thông thường là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình sẽ khi bạn cắm cái phít cắm á, nhà nguồn đầu nguồn của bạn đúng không? Bạn sẽ cắm theo kiểu khác đi thì nó bên này nó sẽ thành sợi lửa và bên này sẽ thành sợi nguội. Đó, cho nên cái điện nhà bạn nó rất là phức tạp. Rất là phức chỗ đó. Nếu mà mọi người biết được cái bên nóng bên lửa thì ok. Thì ở trong này nó có phân biệt luôn. Có sợi nóng này. Sợi nguội này. Ha, và sẽ te luôn ha. Chỉ cần mọi người phân biệt được như vậy là ok. Nếu mà chỉ cần nóng đi theo lửa thì lửa là ok ha. Bây giờ hiện tại của mình nó dây nguồn thì mình sẽ đi dây màu xanh.
Rồi. Đi mùa thì mình sẽ đi xây dây màu xanh. Cái này cắm sau đi, cái này mình nói sau. Bây giờ ở đây nó cái này sẽ là cái tủ đề của nó. Này con tắt gạt ba chế độ nha, tắt, auto và tay. À, không, cái con này tủ đề, bây giờ mình sẽ mở cái tủ đề này ra. Này, mình sẽ lấy cái này. Này cái này bỏ qua bên đi đã, chưa nói. Đây là cái tủ đề thôi, tủ đề này thực ra nó không liên quan gì cả. Mình chỉ giới thiệu trong sản phẩm ở trong cái máy có những cái gì thôi, chứ thực ra mọi người không nên làm theo thôi. Tại vì ở đây không phải chuyên môn của mọi người không nên tháo ra nha. Còn đây là cái cảm biến. Đây, cái bộ cảm biến này. Cái bộ cảm biến này nó rất an toàn nha mọi người. Mọi người nhớ này, nó xài bằng từ trong này. À, khi mà lên ấy, thì nó sẽ hút một cái cục ở trong này ha. Nó sẽ khiển hút từ ở trong này này. Nó sẽ khiển qua cái mật này. Như kiểu là 500 vậy đó, mọi người hình dung lên nó là hình như kiểu là 500 đi cho nó dễ. Ha. Thì tức là lượng cái nước nước cấp vào trong máy nó không có liên quan gì tới điện cả. Mọi người hiểu không? Tức là trong buồng máy này là phốt đồ cánh quạt đồ nó sẽ tách riêng ra hai bên rồi. Và cái cảm biến trong chạy này nó cũng tách ra luôn. Nó xài bằng nhiều là 500. Ha. Nước đi qua cái lá đó nó đóng lại nó mở ra tạo cái lực hút tạo cho hai kim là nó sẽ hút. Đó là như vậy thôi. Hỏi đơn giản là như vậy thôi, không cần phải nhiều ha. Đó, cho nên nó rất là bền, ở trong nó chỉ là một cái lá để lên để xuống thôi. Thì làm sao để cho máy chạy auto, tức là phải có cái nguồn nước cấp vào cho cái máy ha. Cái nước đó lúc nào cũng chảy, nhưng mà chảy yếu cho mình chạy nhưng mà chạy vừa đủ lực nha, như kiểu là chạy nhỏ giọt thì nó không chạy được đâu. Ha, phải chỗ đủ chảy. Cái này tăng áp, tức là tăng áp cho cái vòi nước bị yếu. Ha. Còn mọi người mà muốn hút thì mọi người mở qua chế độ tay. Chế độ tay thì cái chừng nào tắt thì nó mới tắt thôi. Ha. Nó nói là trong bên trong nó là như vậy thôi. Máy này bên mình bảo hành 1 năm. Bây giờ mình sẽ gắn vào lại như cũ. Đó, đây là cái bộ relay của nó ha. An toàn, rất là an toàn. Mọi người không phải lo về vấn đề mà gọi là điện đài gì cả ở trong này ha. Cái chốt mình đang vào này để giữ đó. Nó sẽ giữ cái này và giữ luôn cái bộ bo này để nó làm việc giữa hai cái bên này. Ok, bây giờ nói về điện thì mình sẽ chơi sân này. Nhưng mà mọi người khó một cái là không biết ở trên là bên nào sân bên nào dương, hiểu không? Nó khó vậy cho nên điện á mọi người chỉ việc cắm vào thôi và xài thôi, chứ còn không phải gì cả nha. Thì công suất của con này là có 120W. Nhưng mà cái dòng này dòng mini nha mọi người, không xài được trong nước nóng nha, nhớ nha. Và dòng mini tức là nó không như những cái dòng tăng áp mà mình lắp đặt, dòng tăng áp lớn đúng không ha. Nó là cái dòng này là chuyên để xài cho một thiết bị thôi. Tăng áp một thiết bị, tăng áp toàn nhà là không được ha. Và cái thứ hai nữa là khi mà mọi người lắp trực tiếp nó với cái đồng hồ nước sạch là không được nha. Tại vì cái lực hút của nó không có. Mọi người hiểu không? Không có cái lực hút cho nên không thể làm hút được trong đồng hồ nước sạch, mọi người hạn chế cái đó. Và khi mà nước sạch yếu mà không có nước sạch nó sẽ không chạy được. Tại vì khi muốn cho cái máy chạy nó sẽ qua một cái lá ở trong ha. Nó sẽ mới hiện được cái máy bơm. Thì lúc đó nó mới cho máy bơm chạy. Đó, vấn đề là chỗ đó. Cho nên tốt nhất là mọi người xài theo kiểu của mình. Không được lắp trực tiếp từ đồng hồ nước sạch ha, mà hãy gắn từ bồ nước đi xuống thì ok hơn. Tại vì dòng này không xài cho nước nóng được mà trời được luôn nha. Nhiệt độ nó chịu không có tốt. Thì mình sẽ vắn nó lại và mình sẽ quay tiếp. Giờ mình sẽ vắn nó vào thôi. Bên mình con này bán hàng ship toàn quốc nha. Muốn mua hàng thì alo số điện thoại trên màn hình. Giá cả thì cẩn thận, không ai có cả. Giờ mọi người này, mình giờ lên nó rất là êm ha. Giờ muốn cho nó kêu đúng mình sẽ bỏ xuống cái nền này, bỏ xuống cái nền cho nó rung rung cái chỗ này, xuống cái nền nó mới nghe tiếng máy chạy nha. Không, mình sẽ vặn cái này đi cho nó kêu long con nghe keng đây. Mình sẽ vặn cái này vào này. Mình vặn vào nhưng mình không vặn chặt, hiểu không? Mình cho nó lỏng lỏng. Này, đó, máy đang chạy này. Sao nó không kêu?
Nó êm tới nỗi mà mình chỉ cầm là mình biết cái máy đang chạy thôi. Này, trong này mình đang cấp điện cho nó này. À, điện đang vô, máy đang chạy bình thường. Có điện nó máy chạy ha. Mình đang để chế độ là công tắc này nha. Mình tắt qua thì thôi, không nói gì nữa ha. Mình vẫn có điện này, nhưng mà mình để chế độ là tắt rồi, máy không chạy. Giờ mình sẽ gạt qua auto, máy nó cũng không chạy đâu. Giờ mình sẽ để qua được tay này, tay này, chế độ tay ha. À, vẫn có điện nha, có điện nhưng máy đang chạy này. Nó cào vào này, nó kêu, cái tiếng kêu này là mình cho nó, cho mọi người biết là nó đang kêu thôi nha, nó đang chạy thôi nha. Thực ra nó không kêu kêu gì đâu, là mình để cho nó chỉ cứ vào nền cho nó kêu thôi. Khổ, cái máy êm quá, nó cũng mệt thật đấy. Rồi chỉ có như vậy thôi, có ba chế độ nhưng mà ra thì không có gì cả. Còn gì nữa không nhỉ? À, cách lắp đặt. Khi mua về á thì nhà sản xuất nó đưa ra trong cái hướng dẫn á, thì nó có đưa ra cái hướng dẫn lắp đặt cho mọi người như vậy. Rồi phải nhớ nha. Thứ nhất á là sẽ hút từ đường nước cấp vô cho nó, rồi cấp qua một cái máy nước nóng, rồi mới ra thiết bị. Nước nóng là nó hút, thì thực ra là cái máy bơm này nè, nó sẽ hút từ nước đây, máy bơm của mình ở đây, đường cấp vào này, cấp vào máy bơm này, rồi cấp qua cái một bình nước nóng trực tiếp cắm bằng điện ha, rồi bắt đầu ra thiết bị. Ra thiết bị thì nó chỉ xài được một thiết bị một lần thôi nha. Nếu mà xài hai thiết bị thì nó mạnh hơn một xíu thôi, tại vì dòng này là dòng tăng áp ha, mini, không phải như những dòng mà mình chuyên đi lắp đặt là tăng áp mạnh cho toàn nhà. Nó 120W của con này nhưng mà nó rất là nhẹ, 120W à, nó rất là nhỏ ha. Còn so với những cái con 130W của mình lắp đặt có bình tiết áp bình thường thì cái dòng nó rất là mạnh rồi, dòng nó là dòng lớn rồi, cho nên mình gọi bình đây là tăng áp mini. Và đây, và tăng áp lắp nó trước cấp vào những cái máy giặt ha, nó như vậy thôi. Và không được mở cái đầu này ra ha, dầu nhớt thì trong đó nó sẽ bay ra, mọi người nhớ nha. Còn cách lắp đặt thì ở đây, cái này ba chế độ này thì mình nói sơ qua rồi, tắt, auto và tay. Auto thì có nước chảy qua nó sẽ chảy, khóa nước lại, nước không đi qua nữa nó sẽ ngắt. Còn chế độ tay này nó chảy liên tục chảy hoài luôn, khi nào mọi người tắt máy bơm hoặc cúp điện nó mới tắt. Còn đây là cách lắp đặt này, lắp đặt ba cách để giữ là sai nha. Bây giờ của máy của mình á chỉ được đứng như vậy này ha mọi người, lắp kiểu đứng như vậy là một ha, lắp đứng như vậy nha. Đây, lắp là lắp đứng như vậy là một này, hoặc là lắp ngang như vậy là hai này, ok không? Và lắp ngang như vậy là ba này đó, mọi người nhớ cho mình nha. Chỉ được lắp được như vậy những cái kiểu mình làm thôi, còn là toàn bộ là sai, như vậy là không được này. Cái này là không được nha, dựng đứng như vậy cũng ha, cái dựng đứng như vậy á nó cũng không được nha mọi người, tại vì dựng đứng như vậy cái máy, cái tỷ lệ bơm nó rất là khó. Đó, nói chung là bên nhà sản xuất đưa ra hạn chế cấm mà. không được chúc máy, không được rồi gì hết à. Chỉ có cách như vậy thôi đó, ok. Thì máy như vậy là xong rồi. Khi mua thì mình sẽ có một cái phiếu bảo hành đầu đàng hoàng và có thêm hai cái đồ răng để chuyển ha, đây để gắn cho máy vào ốp. Nhớ cái răng này là mọi người nếu muốn gắn thì mua cái răng trong 21 nha, răng trong 21 quấn bằng cái lùa vào rồi quấn vào nó. Khi mà máy mới thì nó sẽ có hai cái nắp bít này, nắp bít này, nắp bít răng 27 nó sẽ lằn vào đây đó ha, ok. Rồi chỉ có như vậy thôi, là một cuốn sách hướng dẫn lắp đặt, một cái phiếu bảo hành. Máy này mình bên mình bán thì chip hàng toàn quốc, bảo hành 1 năm, mọi người yên tâm về những cái dòng tăng áp ở bên mình bán ha, hàng rất là ok nha. Rồi cảm ơn mọi người, mua thì cứ alo cho mình ha.